chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. MX-105 biến hóa hoàn toàn với một cái diện mạo đầy cơ bắp. Cái chiếc MX-105 là một trong những cái mẫu Vinabike thu hút được cái giới trẻ ngày nay. Mẫu xe này không chỉ dùng làm phương tiện lại mà nó càng trở nên là phong phú và đa dạng qua những cái bản độ được hiện tại trong cái làng xe chơi ở Đông Nam Á. Dẫn chứng là cái chiếc MX-105 đột chuyển bên dưới đây đến từ Biker Thái Lan. Không thể nào diễn tả được hết vẻ đẹp của con chiến mã này với phần dàn áo với nhiều chi tiết được chế nhựa tạo ra cái sự cân cốt, góc cạnh. Đi cùng với rất nhiều màu sắc được phối rất là hài hòa như là xanh dương, xanh neon, trắng vân. Những món đồ chơi trên xe cũng mang lại cái sự hổ báo và cơ bắp, một đẳng cấp tạo ra cái sự khác biệt rất nhiều so với phần nguyên thủy. Cái cụm nắng đồ chơi Rambo mẫu Crossy được biết nó tích hợp bình dầu rời và được cố định cái móc kèo titan. Việc chơi cái mẫu cụm này giúp cho phần ghi đông trở nên nó bọc hơn. Cái cấu tạo từ nhôm CC có thể tăng chỉnh theo trước tay cũng như là chống gãy tiện ích. Để tốc nhanh hơn thì người chủ còn lắp thêm cái cụm tăng tốc active với hành trình dài được nút gắn máy chạy. Cái cánh trái Betacon CRC CB với hiệu năng đặc biệt là tăng chỉnh con trực tiếp trên phần tay, không qua cái sự hỗ trợ của bất kỳ cái đồ chơi nào. Tay cũng tích hợp cái chống gãy và tất nhiên nó sẽ hỗ trợ trong việc bóp con chuyển số trở nên êm ái, nhẹ nhàng hơn. Việc chơi được trung tâm Holin cho chiếc xe này không là hướng đi kiển mà nó còn giúp chiếc xe ổn định phần tay lái hơn khi chạm vào độ cao, và tất nhiên được cố định bằng ốc vàng nguyên niệm. Dây chân đầy hấp dẫn khi mâm xin bị bỏ và thay đó là cái mâm đồ chơi thiết kế thể thao hơn. Phần dây trước cũng được chế nhựa lại là cực kỳ hầm hố. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp rất mạnh với đĩa của Rakitic kết hợp cùng hệ Rambo 4bis qua cái sự hỗ trợ của bát nhôm CC chạy từ máy cho độ chính xác cực cao. Và cốc này ta thấy được người chủ đã trang bị một cái số gãy đường CC giúp cho thể hình được thay đổi trở nên thể thao hơn rất nhiều. Ngoài ra nó còn giúp thực hiện rào phanh sang số linh hoạt hơn, thao tác chính xác hơn độ xin rất nhiều. Hệ thống phanh sau được nâng cấp mạnh tương tự bánh lái trước với hiệu của Rambo HLC đi cùng với bát nhôm CC chạy từ máy cực đẹp. Cấp sim cũng được thay thế bằng cấp nhôm CC cái màu xanh dương, thiết kế cũng rất hầm hố, kích thước cũng là to hơn rất nhiều so với cấp sim. Hệ thống cái giảm sóc OneS bình đầu rồi được lắp ở vị trí thích mắt. Đây là mẫu phụ đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho mọi địa hình. Lò xo ti phụ kích thước lớn hơn sim mang cái sự cứng chắc. Bình dầu cấu tạo bên trong dưới hai lớp dầu và heater, heater quyết định cái độ nặng nhẹ của giảm sóc khi đường truyền tải theo kết cấu chịu nén. Ống sơ độ sẽ cho ra tức âm thanh tê tái đầy vô lực. Bờ hông to đụng được khoe trọn vẹn phía sau khi phần dây sim được lỡ bỏ. Phần đu cũng được vuốt cao lên không kém gì cái phần hầm hố tự như mẫu độc phần khá lớn. Một bán độ quá đỉnh đến từ Biker Thái. CB100R độ lột xác tuyệt đỉnh mang phong cách cà phê racer. Cái chiếc CB100R là một dòng xe thuộc dạng pick-up của nhà Honda. Với những chi tiết thể thao trên dàn áo cùng với động cơ 100cc mạnh mẽ đã lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc cho cộng đồng chơi xe. Chưa dừng lại đẹp hầm hố, các bản độ dần dần xuất hiện ngày càng dày đặc hơn. Những phong cách khác nhau cũng như là đơn giản, hầm hố, khoa cách. Dẫn chứng điều đó, chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái chiếc xe độ kiển bên dưới. Xem qua có thể thấy con chiến mã khoác cho mình một gam màu là ngọc lam là mắt. Về thiết kế thì chủ xe đã chế nhựa lại các chi tiết cấu cạnh hầm hố hơn so với phần nguyên thủy. Phía trước với cái chó đèn hình tròn mang phong cách cổ điển đi kèm với kính chắn gió kiểu dáng độc lạ hầm hố. Hai phía tay lái là gù Rizuma kiểu dạng tròn lấp đầy khoảng trống hai phía tay lái. Đây cũng là cái điểm nhấn nhẹ phong cách cà phê racer. Chèn chân hầm hố với thiết kế là nguyên bản. Xem qua không thể thấy được ở phần cúc 100cc nhưng nó rất được nhãn sức là ưu ái, chế bộ phục hành trình ngược cho độ nhún là êm ái hơn rất nhiều, giảm thiểu tối đa tình trạng sốc tay lái so với phục ống lồng. Mâm thiết kế kiểu y mang lại cái sự cứng cáp, hệ thống phanh mạnh mẽ với cái đĩa là 296mm đi kèm cái heo Nissin Bubit cho lực phanh dứt khoát tối ưu xử lý những tình huống khẩn cấp. Phần đuôi cho nên là phong trần hơn, bụi bặm hơn khi được tháo bỏ về sau. CB100R có cái chiều dài tổng thể 1973mm, rộng là 822mm và chiều cao 1053mm.
chiều dài trục cơ sở 1269 mm, chiều cao yên là 795 mm và trọng lượng 125 kg. Đây là một dòng xe cạnh tranh trực tiếp đối thủ nặng ký M-Class đến từ Yamaha. Và đáng chú ý là cái bộ động cơ DOC 4 van dung tích 150cc cùng hộp số là 6 cấp đạt được tiêu chuẩn khai rất cao. Cảm ơn bạn dõi này là trực tiếp, nhớ like, share, subscribe.